Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong thời lượng của tin mới. Hãy cùng dành ra ít phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đã diễn ra trong kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với những nội dung đáng chú ý sau đây. Xin chào các bạn khán giả đang theo dõi tin mới. Chúng ta biết rằng từ buổi sơ khai, Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ có 34 cán bộ chiến sĩ với tên gọi Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng Quân, cầm trong tay những trang bị vũ khí hết sức thô sơ và lạc hậu. Để có được lực lượng hùng mạnh, chuyên nghiệp như ngày hôm nay, đó là cả một quá trình không ngừng phấn đấu học tập và rèn luyện. Đây là quy luật tất yếu để thành tài, nhất là với một đất nước luôn bị coi là nhược tiểu như Việt Nam. Song chính những kinh nghiệm chiến đấu xương máu của những trận chiến lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu trong thế kỷ 20 đã bồi đắp cho người lính Việt Nam tinh thần thép và sự thiện chiến đỉnh cao. Cho nên, có thể về sức mạnh tổng thể, Quân đội Nhân dân Việt Nam vẫn còn phải bồi dưỡng, rèn luyện nhiều hơn nữa. Những người lính của ta vẫn có thế mạnh, biệt tài, khiến ngay cả binh lính của những cường quốc quân sự cũng phải nể phục và học tập theo. Trong video ngày hôm nay, chúng mình muốn kể với các bạn khán giả về một biệt tài như vậy của Bộ đội Việt Nam. Được một tạp chí quân sự uy tín của Nga, tạp chí lực lượng đặc nhiệm của Nga ca ngợi và khẳng định là thiện chiến ngoài sức tưởng tượng, khiến cả quân đội Mỹ và Nga đều phải nghiên cứu và học tập. Bắt đầu từ những trận công đồn đặc biệt đã sinh ra những chiến sĩ đặc công và họ đã trở thành một binh chủng chiến đấu lớn mạnh, khiến cho các lực lượng quân sự thiện chiến nhất cũng phải kinh hoàng. Lực lượng đặc công Việt Nam với lịch sử oai hổ bắt đầu từ giữa cuộc kháng chiến chống Pháp rồi tới Mỹ và các cuộc chiến trên bảo vệ Tổ quốc sau này, tất cả đều đã trở thành huyền thoại. Do đó, sự thiện chiến tinh nhuệ của đặc công Việt Nam là điều không phải bàn cãi. Nhưng đối với lính Nga, hơn cả sự khâm phục ở người lính đặc công Việt Nam còn có điều này khiến họ phải học hỏi theo. Từ những các chương trình huấn luyện của FSC Thụy Sĩ, GSC-9 của Đức, SBS của Hải quân Anh, CIA của Hải quân Mỹ, lực lượng Delphin Banner của Nga, lực lượng đặc công Việt Nam luôn cho thấy khả năng tác chiến với dấu ấn rất đặc thù, chưa từng xuất hiện ở một lực lượng đặc nhiệm nào trên thế giới. Từ khả năng để luồn sâu, bí mật đột nhập, phá hoại và tiêu diệt các mục tiêu quan trọng, cho đến khả năng sinh tồn trong những môi trường cực kỳ khắc nghiệt. Đã bao giờ bạn thử nghĩ rằng chẳng may một ngày mình bị lạc vào một khu rừng hoang nhiệt đới chưa? Một bãi sa mạc mênh mông cực kỳ khô cằn, bạn sẽ sống sót như thế nào chưa? Vậy mà các chiến sĩ bộ đội đặc công Việt Nam không những có thể sinh tồn mà còn chiến đấu và chiến thắng với một sức chịu đựng mà báo Nga mô tả là vượt ngoài sức tưởng tượng của loài người. Các chiến sĩ đặc công Việt Nam được trang bị có thể nói là khá mỏng manh khi lâm trận, thường chỉ là mặc bộ quần cộc đi chân không. Ngoài vũ khí trang bị thì sẽ chỉ có thêm một vài vũ khí thô sơ như thuốc bôi ngụy trang hay ống nhựa y tế dành cho các chiến sĩ đặc công nước dùng làm ống thở. Giá trị nhất có chăng chính là cơ thể cường tráng, lực lưỡng của người lính để có thể vượt qua hàng rào vật cản. Với trang bị mỏng như vậy, các chiến sĩ sẽ phải rèn luyện bản thân để có thể nằm nhiều ngày trên cánh đồng, trên các bãi đất trống. Họ được rèn luyện để có thể ở nhiều ngày trong hầm bí mật. Và một sự thật khó tin được là đã có những chiến sĩ đặc công từng nằm cả tuần liền trong hàng rào dây thép gai, bao quanh căn cứ địch để theo dõi đối phương, hoặc là ẩn mình dưới ao bèo cả một ngày trời. Trong khi đó, chúng ta cũng là người trần mắt thịt, ngâm mình bể bơi một tiếng, hai tiếng là cảm lạnh, cảm sốt, vật vã rồi. Ngoài ra, để chống bị phát hiện bởi chó săn, họ còn phải phơi thân mình nhiều ngày đêm trong vùng đất có xăng dầu, thậm chí để sương xa gió bụi làm giảm bớt đi mùi người. Khi tiềm nhập, họ có thể phải nằm im lìm như chết hàng giờ dưới chân một lính canh, hoặc là trong tư thế rất khó để giả là một mô đất, một lùm cây, một hòn đá trong ánh sáng đèn pha của địch. Kỹ năng đột nhập của đặc công Việt Nam đã đạt đến trình độ cao, đến mức họ có thể bò qua một bãi đất trống giữa hai ngọn đèn pha công suất lớn mà không hề bị phát hiện, rồi lợi dụng rất tốt giao thoa ánh sáng để cơ động. Lực lượng đặc công nước của Việt Nam cũng tương tự như đặc công đánh bộ, ngay từ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cũng được huấn luyện rất kỹ lưỡng và đặc biệt dựa vào sức chịu đựng của con người, được tuyển chọn từ các làng chài lưới trên biển. Họ có kỹ năng bơi lội rất tốt. Bài tập thể dục buổi sáng của đặc công nước thông thường là bơi hàng chục cây số.
do yếu tố bí mật và tác chiến trong điều kiện đất nước khó khăn. Do đó, các phương tiện bơi lặn của họ khá thô sơ, nhưng kỹ năng thì rất hoàn hảo. Với các công cụ như thế, các đặc công nước có thể cơ động rất xa và rất lâu dưới nước chỉ với một ống thở dạng ống y tế. Kính bơi thông thường, dụng cụ bảo vệ cũng không nhiều. Dao sử dụng dưới nước, thuốc ngụy trang khi tác chiến ở vùng biển nguy hiểm. Họ được trang bị thuốc đuổi cá mập. Ngoại trừ trường hợp đặc biệt, họ không có phương tiện bơi lặn phổ thông như quần áo thể lực, bảo vệ kính lặn. Nhưng chính những điều đó đã làm tăng khả năng chiến đấu của họ lên nhiều lần. Các chiến sĩ đặc công nước có thể lặn rất lâu và bơi ngầm với tốc độ cao, có khả năng vượt qua mọi cạm bẫy dưới nước, từ lưới chống đặc công đến thiết bị trinh sát sonar thủy âm, mìn và lựu đạn. Một thời sáng tạo và tuyệt đỉnh công phu là cách mà báo chí nước ngoài mô tả về kỹ năng tác chiến của bộ đội đặc công Việt Nam. Kỹ năng tác chiến với khối nổ của đặc công Việt Nam được đánh giá là đáng sợ hơn cả đặc nhiệm hải cẩu Mỹ. Bởi trong khi đặc nhiệm hải cẩu Mỹ sử dụng các lượng nổ có gắn kíp điện an toàn, thì đặc công Việt Nam lại chỉ sử dụng các kíp nổ thông thường như nổ xòe, kíp nổ cổ điển hoặc các kíp nổ mìn và lựu đạn. Nhưng cái mạnh của lính đặc công Việt Nam chính là kỹ năng tác chiến với khối nổ. Họ có thể vừa cơ động vừa tấn công các mục tiêu bằng khối nổ hoặc là cài đặt các khối nổ để vô hiệu hóa xe tăng, xe bọc thép, xe quân sự. Lực lượng đặc công Việt Nam còn là chuyên gia của các loại mìn tự chế để tiêu diệt các phương tiện cơ giới của đối phương, từ máy bay trực thăng tầm thấp đến xe cơ giới, xuồng máy và tàu thuyền. Trong trường hợp không còn các loại kíp hẹn giờ hiện đại, lính đặc công Việt Nam có thể tự chế tạo ra nó từ kíp lựu đạn của Mỹ với đồng hồ thông thường. Thậm chí trong những trường hợp khẩn cấp, họ còn có thể biến một cái ống bơ, một thùng xăng, một cuộn dây chun và mảnh vụn kim loại thành những vũ khí sát thương có sức công phá cực kỳ nguy hiểm. Bằng cách nào ư? Họ đã lấy dây chun quấn vào mỏ vịt của một lựu đạn nhỏ, sau đó thả vào bình xăng 20 lít quân dụng. Như vậy là đã có ngay một quả mìn nổ chậm vô cùng nguy hiểm. Khi tác chiến ở những vùng rừng núi hẻo lánh, địa hình gồ ghề nguy hiểm, các chiến sĩ đặc công có kỹ năng sử dụng rất tốt các loại vũ khí thô sơ. Chúng ta thường gặp các anh hùng Hollywood có khả năng làm sập bẫy trông và các loại vũ khí tự chế khác. Nhưng thực tế tất cả đều học ở Việt Nam, từ bắn nỏ, phóng lao cho đến các loại bẫy nóng và nguội khác nhau. Tất cả đều gây một tâm lý vô cùng nặng nề cho lực lượng quân đội Mỹ. Tất nhiên, kỹ năng quan trọng nhất của mọi lực lượng đặc nhiệm đó chính là xạ kích. Các chiến sĩ đặc công Việt Nam chiến đấu chủ yếu trong hậu phương đối phương nên họ có kỹ năng xạ kích và đánh gần rất tốt. Chiến sĩ đặc công có khả năng sử dụng thành thạo bất kỳ loại vũ khí nào cả hai bên và họ bắn rất nhanh, chính xác dường như không lấy đường ngắm. Đặc biệt, kỹ năng cận chiến được coi là xuất sắc nhất của đặc công Việt Nam. Chiến sĩ đặc công có thể chiến đấu cận chiến trong một khoảng không gian hẹp như nhà, hầm, nhà nhiều tầng, rừng nhiệt đới rậm rạp, địa hình phức tạp hoặc thậm chí là trong vòng vây kẻ thù với hoàn cảnh hoàn toàn bất lợi, bị phát hiện trong hầm bí mật nhưng họ vẫn có khả năng tấn công đối phương nhanh, quyết liệt và thoát hiểm. Đã có những trường hợp một số nhóm nhỏ chiến sĩ đặc công khi lọt vào trận địa của cả một đại đội lính Mỹ vẫn đủ khả năng tấn công gây thiệt hại nặng cho đối phương và rút lui an toàn. Kỹ năng cận chiến còn được thể hiện ở khả năng chiến đấu với vũ khí lạnh, dao găm, tay không võ thuật với các kỹ thuật chiến đấu cổ truyền võ dân tộc, khả năng sử dụng vũ khí lạnh, dao găm, các vật có thể sát thương, tiêu diệt đối phương rất cao. Thông thường các kỹ năng sử dụng vũ khí và tay không được rèn luyện theo xu hướng dứt điểm nhanh, chính xác và không gây tiếng động. Vì vậy, các chiến sĩ đặc công có thể nhanh chóng tiêu diệt hoặc bắt sống mục tiêu, lính canh, sĩ quan mà không gây tiếng động hoặc sự chú ý. Chiến dịch chiến đấu tiến công lớn nhất và cũng là quan trọng nhất chưa từng có trong lịch sử quân sự thế giới về sử dụng lực lượng đặc nhiệm chính là cuộc tổng tiến công vừa nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Trong chiến dịch này, lực lượng đặc công, biệt động, trinh sát đặc công đã kết hợp với các lực lượng vũ trang toàn miền Nam tiến hành một cuộc tấn công và nổi dậy trên toàn bộ chiến trường, tập kích vào tất cả các cơ quan đầu não, căn cứ quân sự Mỹ, điển hình nhất là cuộc tổng tấn công tỏa đại sứ Mỹ. Một pháo đài thật sự giữa Sài Gòn. Cuộc tập kích đã tiêu diệt và làm bị thương gần 190 quân nhân Mỹ, nhưng quan trọng hơn cả là đánh gãy tư tưởng chiến lược chiến tranh của quân đội Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Chiến dịch tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 đã tiêu hủy mọi hy vọng giành thắng lợi ở chiến trường và làm dấy lên cuộc đấu tranh đòi chấm dứt chiến tranh Việt Nam ở Mỹ và khắp thế giới.
Đó chỉ là một trong rất nhiều chiến công hiển hách mà lực lượng đặc công Việt Nam đã lập nên. Nhưng cũng đủ để hiểu tại sao đặc công Việt Nam được gọi với cái tên đã vượt ra ngoài lãnh thổ. Báo chí Nga kết luận, nếu so với các lực lượng đặc nhiệm trên thế giới, đặc công Việt Nam chính là lực lượng chuyên nghiệp nhất, có kỹ năng chiến đấu hoàn hảo nhất và cũng có nhiều kinh nghiệm tác chiến tốt nhất. Trong môi trường chiến trường phức tạp và lực lượng đối phương mạnh hơn gấp nhiều lần, không có được sức mạnh yểm trợ của hỏa lực đường khung và các loại vũ khí khí tải hiện đại. Với kỹ năng tác chiến và sức chịu đựng vượt ngoài giới hạn của con người, lực lượng đặc công Việt Nam là một mô hình lực lượng mà hầu hết các lực lượng đặc nhiệm bao gồm cả lực lượng hải cầu Mỹ, lực lượng Panther của RA đều nghiên cứu và học tập. Đó là sự ghi nhận và nể phục của bạn bè quốc tế dành cho lực lượng bộ đội đặc công Việt Nam. Còn các bạn, cảm nghĩ của các bạn về những chiến công của quân đội ta là như thế nào? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới nhé! Video đến đây là hết rồi. Nếu bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho Tin Mới sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến với mọi người nhé. Bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của Tin Mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào và hẹn gặp lại!